Quý vị, sáng ngày 31 tháng 3, tại khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ rõ hơn về các vấn đề có liên quan đến việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo tiền bạc và lừa đảo trong việc chữa bệnh. Tại buổi gặp gỡ này, ông Huỳnh Uy Dũng tiếp tục chia sẻ những mánh lới mờ ám trong việc chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên. Ông Dũng khẳng định vì chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là lừa đảo, lừa đảo xuyên quốc gia, xuyên quốc tế, không có ca bệnh nào được ông Yên chữa khỏi cả, như công an Quảng Ngãi vừa xác minh tại địa phương này. Ông Dũng đề cập đến một số ca được ông Yên xem là chữa khỏi bệnh, chẳng qua là những màn dàn dựng tinh vi. Ông Dũng nhắc lại chuyện thần y Võ Hoàng Yên lừa cả một kênh truyền hình nước ngoài khi qua Mỹ chữa bệnh để kênh này đưa thông tin ông dũng gọi ông võ hoàng yên là người chữa bệnh lừa siêu đẳng kiểu đa cấp bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như mượn chùa chiền để làm nơi chữa bệnh chữa miễn phí nhưng thực chất là thu phí tinh vi đặc biệt ông yên chữa bệnh chạy tức chữa bệnh nay đây mai đó hòng né tránh trách nhiệm một lần nữa ông dũng khẳng định nếu ông yên chữa bệnh cứu người được sao không có một địa chỉ cụ thể mà chữa bệnh chạy và nếu ông yên chữa bệnh được ông dũng sẵn sàng ủng hộ còn nếu lừa đảo thì phải bị xử lý ông dũng khẳng định ông yên không có bất kỳ một giấy phép nào để hành nghề khám chữa bệnh ông dũng cũng tiết lộ chi tiết đáng chú ý khi đi chữa bệnh lưu động ông yên thường đem theo một vài luật sư điều mà không một lương y bác sĩ nào làm như vậy khi được hỏi về những thông tin gần đây trên mạng xã hội liên quan đến vợ chồng ông dũng ông dũng tuyên bố tôi muốn ông võ hoàng yên hiện rõ nguyên hình tôi đang chờ nguyên hình đó của ông võ hoàng yên Ông Dũng khẳng định, ông muốn giúp người, muốn cứu người nên bị ông Võ Hoàng Yên lừa có tổ chức và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để thẩm định trắng đen. Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi, ông Võ Hoàng Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng ông bà để lừa đảo số tiền hơn 200 tỷ đồng trong nhiều năm qua. Bà Hằng cũng thông tin mới rằng 10 lần tiếp xúc với ông Yên thì 9 lần bà phải mất tiền cho thần y giỏm này mà không biết vì sao. Tôi như bị thôi miên, ma thuật, bùa ngải, bà Hằng tiết lộ. Theo bà Hằng, cơ quan công an đã làm việc với bà về đơn tố cáo của vợ chồng bà đối với ông Võ Hoàng Yên và bà mong muốn sớm làm tỏ mọi vấn đề liên quan. Bà Hằng cũng kiên quyết đòi lại số tiền hơn 200 tỷ đồng mà bà cho rằng ông Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt của vợ chồng bà. Ông Huỳnh Uy Dũng mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề. Ông Dũng bày tỏ sự vui mừng với công văn ngày 30 tháng 3 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp với tình trạng tự xưng thần y như hiện nay tràn lan trên mạng xã hội. Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kịp thời và hy vọng các cơ quan chức năng sớm làm rõ xử lý nghiêm các thần y ảo nói chung và thần y tự xưng kiểu võ hoàng yên nói riêng.